Chân dung vị hoàng đế trung tín nhất lịch sử Trung Hoa, không lập hậu cung nghìn giai lệ, nguyện cả đời chỉ yêu một người. Trong lịch sử phong kiến, bất kỳ vị vua nào khi đăng cơ cũng đều tuyển phi nạp thiếp, hậu cung có đến hàng vạn mỹ nữ. Tuy nhiên, trong lịch sử phong kiến Trung Hoa, có một vị hoàng đế cả hậu cung duy nhất chỉ có một người vợ. Đó là Minh Tông Hoàng Trị, vị vua thứ 10 của nhà Minh. Minh Hiếu Tông sinh năm 1740, mất năm 1505, tên thật là Chu Hiệu Đường. Ông là người nhân từ, hiền hậu, một vị hoàng đế giúp sức chỉ vì thiên hạ thái bình. Không những vậy, Chu Hiệu Đường còn là người chồng tốt, người cha tốt mà không một bậc đế vương nào sánh bằng. Dù là cử ngũ chí tôn, nhưng ông chỉ có duy nhất một người vợ là Hoàng hậu Trương Thị và dành cả đời để yêu thương bà hết mực. Tích xưa kể lại, trong một lần Trương Thị Hoàng hậu bị sưng miệng, chính hoàng đế đã tự tay bưng nước, truyền thuốc cho bà. Thậm chí lúc đó đức vua đang nhiễm phong hàn nhưng cũng không dám ho vì sợ làm phiền vợ nghỉ ngơi. Thời phong kiến dù chỉ là một người chồng bình thường, đối với vợ như vậy đã là chuyện hiếm, huống chi là bậc cử ngũ chí tôn như Chu Hiệu Đường. Lần khác khi Trương Hoàng hậu không vừa ý với thái giám và hình thị bộ lang nên đã tức giận quát nạt, Chu Hiệu Đường cũng hùa theo vợ khiển trách. Thế nhưng sau đó ngài lại lén lút ban thưởng cho mỗi người 50 lượng rồi nói: người của phe ta chính là không được làm chính mình, bởi vì ta không thể gây tổn thương cho hoàng hậu, bạc ấy an ủi cho các ngươi đừng truyền ra bên ngoài. Không chỉ sủng hạnh vợ, cả gia đình Trương Thị cũng được hoàng đế quan tâm và dành nhiều ân sủng đặc biệt. Lập hậu được 4 năm, phụ thân Trương Thị được phong bá, khi chết được truy phong xương quốc công. Ở chế độ Minh Triều, mẫu thân hoàng hậu rất ít khi được vào cung thăm con gái, thế nhưng mẫu thân Trương Thị thoải mái ra vào cung như nhà mình. Chu Hiệu Đường còn đặc biệt phái 8.000 quân đội kinh thành, xây dựng cung điện cho mẹ vợ ở trong cung. Hai người đệ đệ của Trương Hậu dù chẳng tài giỏi cũng được hoàng đế phong hầu. Các quan ngự sử nhiều lần kết tội hai huynh đệ họ Trương, dù biết bọn họ nói có lý, nhưng vua đành bất đắc dĩ nói: trẫm chỉ có người họ hàng này, nếu không nhất định sẽ phán xử. Bởi vì yêu vợ, Chu Hiệu Đường yêu cả đường đi lối về, đến nỗi ông thật lòng thật dạ xem cả gia đình vợ là gia đình ruột thịt của mình. Là vua của một nước, trong cung cả ngàn mỹ nữ, nhưng tại sao Chu Hiệu Đường lại chỉ trung tình với một mình hoàng hậu? Như sử sách cho rằng, lý do bắt nguồn từ khi nhà vua còn bé đã phải trải qua đủ cay đắng tại chốn hậu cung thân đập của cha mình là Minh Hiến Tông. Bấy giờ Vạn Quý Phi, người được vua Minh Hiến Tông sủng ái nhất, mắc chứng vô sinh, nhưng ngang ngược không cho phép các phi tần khác có con. Chu Hiệu Đường được kỳ thị lén nút sinh ra, nhờ thái giám đùm bọc che giấu, ông mới sống sót tới năm 6 tuổi và được vua cha phong là hoàng tử. Từ nhỏ luôn thiếu thốn tình yêu thương nên khi Chu Hiệu Đường sống cùng gia đình vợ, ông đã cảm nhận được sự an ủi của tình thân. Còn xét về mặt đạo lý, Chu Hiệu Đường là người rất trọng đạo nho, nơi lòng trung thành đặc biệt được coi trọng. Cũng chính nhờ vậy mà trong hậu cung của ông không bao giờ có những chuyện tranh sủng cung đấu. Người đời có thể đánh giá hoàng đế Hoàng Trị lập dị khó hiểu, nhưng rõ ràng cách sống của ông là cách sống đi trước thời đại, chỉ có hạnh phúc bình yên không thị phi loạn lạc. Về phần Trương Thị có được một phu quân tài đức, nhưng bà lại không hoàn thành trách nhiệm của một vị mẫu nghi thiên hạ, thậm chí là của người vợ. Theo ghi chép, trước mặt Chu Hiệu Đường, Trương Thị tự xưng ta rất tự nhiên mà không phải nhún nhường xưng thiếp, được nhà vua che chở. Bà rất kiêu ngạo với chính vụ quốc gia, vốn không có công lao gì, vốn mới bách tính thiên hạ cũng không có ý thức trách nhiệm của một người quốc mẫu. Gia đình Trương Thị cũng dựa vào thế lực của mình gây ra bao tội ác trước sự che chở của con gái. Tuy nhiên, Trương Thị và gia đình của bà cuối cùng phải chịu cái kết thê thảm, tương tàn khi vị thái tử Chu Hậu Chiếu qua đời vì bệnh nặng. Một bậc quân vương lỗi lạc, một người chồng hết mực thủy chung, Chu Hiệu Đường xứng đáng là vị vua quốc gia từ ngôn tình.